Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm trước em lên cho cả nhà mình một cái CD Denon S10 2 La Mã có số series là 0023 ha. Thì con đó em đã bán rồi. Hôm nay em lại lên tiếp cho cả nhà mình một con CD Denon S10 2 La Mã cũng đẹp không kém ha. Và phía trên nó là một cái đầu CD Denon 1650, em xin lỗi, 1500RE. Nếu như cả nhà mình quan tâm đến dòng mặt trắng ha, dòng mặt trắng cả nhà, thì 1650RE và 1650SE thì em vẫn đang có hàng ở đây nha cả nhà. Giá con SE là 15.500.000 ha, và giá con 1650RE là 19.500.000. Nếu cả nhà mình thích dòng đời cao ha, hoặc là CD Marang SA 8004 12.900.000 nè. Quay trở lại với hai con này. Thì nếu như cả nhà, con này em đang dùng một cái đĩa chép cả nhà ha, để mà test chiếc na test. Nếu như cả nhà mình thích chất âm mà nó dày, dài tiếng, buông tay là đọc cả nhà. Cũng như là cái mặt phay nhôm vàng để cả nhà mình có thể về ghép được với các cái âm ly mặt vàng như Denon 2 La Mã, 3 La Mã, Denon Limited chẳng hạn ha, ghép với các cái âm ly mặt vàng. Các âm ly mặt vàng của Denon thì đánh labo cực kỳ lực cả nhà ha. Thì cả nhà mình có thể lựa chọn con ở dưới là con CD Denon S10 2 La Mã ha. Con này đẹp, cực đẹp luôn. Giống y chang như con trước cả nhà ha. Cũng khiển zin đây, cũng khiển zin đây, cũng dây nguồn zin chân vàng đây ha. Và giá thì nó vẫn như cũ ha, 13.900.000. Bao ship cho cả nhà mình ha. Em sẽ tặng cho cả nhà mình thêm một sợi dây quang hoặc là một cái đĩa CD, tùy cả nhà mình chọn ha. CD xịn có giá 200.000 cả nhà. Tùy cả nhà mình, hoặc là bác nào qua DB thì em giảm cho mình tiếp thêm 200 nữa. Thì đây là con CD Denon S10 2 La Mã cả nhà ha. Phần thông tin nội thất của nó em sẽ để ở cuối clip dành cho bác nào quan tâm. Con này thì như cả nhà mình thấy ha, em đang test cho nó đọc một cái đĩa chép, đọc rất là nhanh. Còn giải mã thì chỉ ngày cả nhà mình chỉ việc bật qua lại thôi là ok. Là nó giải mã ha, bật chọn optical hoặc chọn đồng trục là nó giải mã thôi. Con này cũng đẹp y chang như con trước cả nhà ha. Rồi ở phía trên này là một con 1500RE. 1500RE thì con dưới này nó giải mã 24 bit cả nhà ha. Còn con dưới này, còn trên này giải mã 32 bit. Các bác nào muốn mà nghe nó chi tiết, nó sáng tiếng hoặc tích ghép với các cái âm ly mặt trắng thì mình có thể lựa chọn con 1500RE. Con 1500RE này nó có một cái cổng USB ở đây thì nó có thể đọc được file WAV hoặc file MP3 cả nhà ha. Nó hỗ trợ hai cái file đó. Hoặc cả nhà mình cũng có thể cắm cái dây OTG ha, dây sạc, dây OTG từ điện thoại qua và phát nhạc từ điện thoại, nó cũng nhận được cả nhà. Nó nhận được luôn, rất là tiện ha. Ngoài ra thì nó còn có cổng quang và cổng đồng trục ở phía sau nữa. Con này thì mình có thể đọc đọc CD ha, đọc CD SACD cả nhà ha. Đây là cổng, ngoài ra nó có thêm một cái cổng USB-B ở phía sau cả nhà ha, kết nối được với máy vi tính luôn. Rồi, đồng trục quang đây, CD đây cả nhà ha. Thì con này là SACD cả nhà, thì nó có thể đọc được đĩa SA. Bác nào có đĩa SA thì có thể đem qua đây thử, còn em đang thử bằng cái đĩa thường cả nhà ha. Thì nó đọc tốt cả nhà. Đầu em bán ra em bao cả nhà mình test chức năng trong vòng 7 ngày ha. Cả nhà mình có 7 ngày để test các cái chức năng của nó, trục trặc thì mình đổi và trả miễn phí ha cả nhà ha. Rồi, em quay cận cảnh cái mặt của nó. Cả nhà mình cần thông tin về hình ảnh thì cứ liên hệ với em sẽ gửi hình ảnh cho mình nha. Và bây giờ tiện đây thì em sẽ tháo luôn cái nội thất của nó. Con 1500RE này sử dụng chip PCM1791 cả nhà ha. Chip này là chip đời mới. Nội thất của nó thì như mới, em đang thử bằng một cái đĩa phono cả nhà ha. Là một cái đĩa mà nó chất lượng theo em nó là dở nhất á. Đĩa rẻ tiền ha. Đĩa này em bán 8.000 nếu mà các bác nào thích mua đĩa trắng. Rồi, ở trong này thì em bảo đảm với cả nhà mình đó là nó hoàn toàn nguyên bản và nguyên zin, không một cái dấu chấm hàng, không một dấu chọc ngoáy,
cả nhà mình phát hiện em đền cho cả nhà mình gấp đôi đó. Đền gấp đôi cho cả nhà mình nha đó. Máy từ Nhật về cả nhà ha, đẹp keng đó, nội thất rất là đẹp. Rồi các cái cổng kết nối của con này thì mình có ha, ở đây là đường ao, đường quang và đồng trục ao cả nhà ha. Đây là đường quang vào để giải mã nè, đồng trục vào để giải mã nè, USB B nè cả nhà ha, USB B cắm máy vi tính. Đây là đường analog để xuống âm ly cả nhà ha. Đây là đầu CD Denon S10, em xin lỗi, DCD 1500RE ha. Con này được lắp ráp tại Nhật, sử dụng điện 100V, công suất tiêu thụ điện là 38W, có số seri là 0365 cả nhà ha, 0365. Còn con ở dưới là có số seri là 2133 ha, 4 số cuối của nó là 9 nút cả nhà ha. Cùng với các cái cổng kết nối của nó đây. Thì tí nữa em sẽ quay cái các cổng kết nối này cũng như cái nội thất của con ở dưới cho cả nhà mình xem ha. Đó. Thì cả nhà mình xem trước cái con này đi. Đó, con 1500RE này giúp em ha. Đó. Mới tinh cả nhà ha, nói chung là mới tinh. Mới tinh. Đó. Rồi đầu này thì sẽ được em bán cho cả nhà mình với giá cũng chỉ có 13.900.000 thôi, kèm với lại dây nguồn zin và khiển zin cả nhà ha. Đó. Dây nguồn zin và khiển zin, đây khiển zin của nó đây. Đó. Khiển zin đây cùng với dây nguồn zin cả nhà ha. Đó. Dây nguồn zin, dây nguồn zin của nó là dây nguồn hai chân cả nhà ha. Và em sẽ đổi cho cả nhà mình qua một cái sợi dây nguồn chân vàng miễn phí, đổi miễn phí cả nhà ha, đổi qua dây nguồn chân vàng này miễn phí đây, coi như là tặng cho cả nhà mình ha. Dạ. Đó, thì giá của nó cũng chỉ có 14.900.000 thôi, hai con, em xin lỗi, 13.900.000, hai con này đồng giá nhau cả nhà ha, đồng giá, một con là đời mới với các công nghệ mới, một con là đời cũ. À, nhưng mà vẫn được các bác rất là yêu chuộng. S10 25 mã về con nào bán con đó cả nhà. Rồi, một lần nữa shop MD Sài Gòn xin chân thành cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi và ủng hộ ha. Các bác cần mua các cái đầu MD, đầu DAC, đầu DAT xin liên hệ với em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Đây là nắp lưng của con S10 25 mã cả nhà ha. Cùng với các cái ốc của nó. Đây ha. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tháo cái nắp này ra để cùng xem cái nội thất ở bên trong cũng như các cái thông tin của nó nha cả nhà. Rồi, và đây là thông tin của đầu Denon S10 25 mã cả nhà ha. Con này có số seri là 2133. 4 số cuối của nó là 9 nút cả nhà. S10 25 mã ha. Đó. Với các cái chân cắm như đây. Đây là đường Avera. Xuống âm ly, đường này không chỉnh được âm lượng, đường này có thể chỉnh được âm lượng bằng cái nút volume ở phía trước hoặc là chỉnh ở trên khiển cũng được. Ở đây mình có hai đường quang và đồng trục vào để giải mã và hai đường quang và đồng trục ra ha. Như tất cả các cái đầu khác, em đảm bảo với cả nhà mình thì đầu nó nguyên bản nguyên zin, các cái bo mạch này không có chấm han. Đó. Và em quay rất là kỹ và rất là từ tốn. Bác nào cần hình ảnh, em sẽ gửi hình ảnh cho mình. Đó. Cả nhà mình có thể soi thật kỹ ha. Qua video cũng như là hình ảnh thì em sẽ gửi hình ảnh. Đó. Rất là đẹp cả nhà ha. Toàn là hàng tuyển chọn đẹp keng. Đẹp như mới. Rồi. Bác nào quan tâm tới con này xin liên hệ giùm em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.